Cầu Treo Chiêng là con đường chính ngắn nhất nối toàn bộ xã Phố Sơn với huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là cây cầu treo duy nhất của Thanh Hóa được thiết kế tải trọng 3,5 tấn với chiều rộng gần 4,5 mét cho xe ô tô đi qua. Tuy nhiên, sau 14 năm đưa vào sử dụng do bị ảnh hưởng của mưa lũ lại không được bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên nên đến nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hư hỏng, lan can mất kết nối, một số dầm dọc dầm ngang biến dạng. Những vật liệu sửa chữa chắp vá cũng cái còn cái mất. Ô tô, xe có tải trọng lớn đã không thể đi qua con đường này. Hiện nay cầu đã xuống cấp và bà con đi lại thì cũng rất khó khăn. Nhất là các hộ gia đình ảnh hưởng lòng hồ đã xây dựng nhà ở. Thì chi phí vận chuyển, vật liệu xây dựng thì đi con đường khác. Cho nên là chi phí xây dựng nhà ở thì tăng lên gấp 3-4 lần. Cầu này là con đường độc đạo vào xã với tổng gần 3.000 dân trên 540 hộ. Bắt đầu từ năm 2018 và do trận lũ lịch sử thì cầu bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Đối với các xe trọng tải lớn thì xã cũng đã có cái chủ trương cảnh báo là không được lưu thông qua lại. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, trong 40 cầu treo đang sử dụng khai thác có 12 cầu treo đã hư hỏng xuống cấp, chiếm tỷ lệ 30%. Các cầu treo này phần lớn được xây dựng từ năm 2006 đến năm 2017 và không được kiểm định. Trong điều kiện ngân sách các huyện miền núi còn khó khăn, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa 12 cầu treo bị hư hỏng, xuống cấp. Dự kiến tổng kinh phí sửa chữa khoảng 8 tỷ đồng, xây dựng 8 cầu cứng thay thế cầu treo với kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Từ khi năm 2018 đến nay không được bố trí cái nguồn kinh phí để sửa chữa, hiện tại cầu đã xuống cấp trầm trọng. Thì theo do cái nguồn kinh phí của huyện là huyện nghèo không có nguồn kinh phí để bố trí sửa chữa. Mong cấp trên là khẩn trương cấp kinh phí để huyện triển khai cái nâng cấp sửa chữa cầu treo. Nguồn kinh phí để sử dụng vào cái nâng cấp sửa chữa các cái cầu treo trên huyện Quan Hóa là lớn. Nguồn kinh phí của huyện thì có hạn chế và không có khả năng cân đối để thực hiện. Tình trạng cầu treo dân sinh ở các huyện miền núi xuống cấp đã diễn ra nhiều năm. Các cấp ngành chức năng cũng nhiều lần đề xuất, song đến nay số cầu treo xuống cấp không hề giảm mà còn tăng lên, gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người dân. Trong khi chờ đợi những đề xuất kế hoạch khắc phục cầu treo xuống cấp được thực hiện, thì cuộc sống của những người dân miền núi vẫn phải tiếp diễn. Họ vẫn hàng ngày đi qua những cây cầu này, đối diện với nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu. Nỗi lo lắng, bất an của họ chỉ dừng lại khi những cây cầu qua sông được xây dựng kiên cố, đảm bảo chất lượng.